giấc nghĩa thầm hồ hướng linh tâm. Một giây năm năm lão liêu ngã cũ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.
phương thái đúng gì diệu thỉnh đàn chàng lai khó giác Yeah.
cố gắng nguyện dòng hồn chập giác tây phương tàn chủ tại đường Thăng Long Thọ Phước, nguyện cho nam nữ tử tôn nội ngoại đại tiểu đẳng châu hiền nghĩa thảo hóa cước tiền nhân các phương thiên thu thọ thọ phước kèm thành phổ lễ sự tất cơ tứ má.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người. Và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho sạch, rách sao cho thương. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Thank you.
mãi chết nghèo đầy tình thương. Điều có đâu cái đồng như khăn tăng quý giá vì khăn tăng mà trong một niềm tôn thờ cũng có quả cha mẹ để sát trưởng chúng ta. Người đi nhiều gắn bắt từ bước một từng bước đường đầu tiên của cuộc đời, lao tâm phụ nhọc không hòa nhọc nhằn xuyên mắt cố tâm làm sao bảo vệ sự trưởng thành hạnh phúc các con đứa ngày hôm nay. Sẵn có câu công cha núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như đứng trong cuộc trải ra, cha chính là trời mẹ, mẹ dòng nước bao la, cha có nhiều dụng mẹ lại có đạo sắc thật, cha là người đã bầu bạn chúng ta ở trên tay, cầu mong chúng ta ở trên lưng lâm khiến có lúc chạy thuốc chạy thì chúng ta đau với bệnh hoạn trị huyết, cha làm ta được nhiều nhắc mắt đi từ bước một từng bước đường đầu tiên của cuộc đời chúng ta, công ơn của cha mẹ luôn giúp chúng ta thật vô cùng to lớn, ngàn người có câu đi khắp thế gian mai tốt các mẹ gánh nặng cuộc đời không ai khổ. Hôm nay ông là bạn đứng tiếp xúc tại chốn dưới gian đã nhắm mắt trở về thân cội dưới nặng, ông bỏ lại nơi đây bao nhiêu nỗi thương thương hoặc là cho người thất thương trong cuộc đời đâu. Con đã mất cha, cháu thì lại mất ông, khắp diện đau thương rồi, nhưng mà nữ quyến yêu thương này đã mất đi một người thất thương mà từ lâu ông đã bám trụ và sinh sống tại nơi. Vì thế nên ngày hôm nay chúng tôi có mặt tại lại cơ sở mai táng trường Tân Thành của thầy Thích Minh Tâm cùng toàn thể nghệ sĩ ban nhạc lễ Hoàng Trung có mặt tại đây sẽ cúi đầu sâu sắc với buổi tang lễ, gửi đến các bác chị sẽ gặp mặt buổi tang lễ ngày hôm nay lời chào thành kính vị nghệ sĩ chúng tôi ạ. Và thưa thưa chương trình tang lễ của Trường Tân Thành hôm nay, nghệ sĩ chúng tôi góp mặt để thay mặt cho Trường Tân Thành làm những chương trình đầy ý nghĩa trong buổi quan trong buổi tang lễ. Chương trình tối hôm nay là lễ hát tế báo hiếu được mang tên những người con hiếu thảo, đạo làm con hay đưa hồn về con Phật. Thành phần các nghệ sĩ như sau: nữ nghệ sĩ Thủy Tiên thuộc diện trong giai Diệu Thiện Quan Âm, Mỹ Hiền và Diệu Thanh An là người con trai và người con gái của người cha thân yêu đã mất, được về đây để đầu trái đồng khi khắc ta tiễn đến lý cửu cha mình vào đêm gió, phối hợp cùng Hoàng Hữu nhạc sĩ Duy Ta Bộ của ban nhạc lễ Hoàng Trung làm những chương trình đầy ý nghĩa này cùng với thần đồng organ Quách Linh. Kịch bản này chúng tôi trình diễn theo thể loại của Lưu Hồ Hoàng. Và giờ đây chương trình tang lễ mạng phép bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ân cha như nuôi ngờ
đất trời. Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông, núi cao biển rộng mênh mông. Cù lao hai chữ khắc ghi trọn đời. Ân cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. Núi cao biển rộng mênh mông, cù lao hai chữ khắc ghi trọn đời. Mẹ cha vì thế đất trời, phần làm con phải suốt đời kinh tồn. Thiên kinh giảng quyển chỉ tồn, hiếu là hạnh Phật thế tôn dạy rằng. Khắp trong tất cả chúng sanh, bậc nào toàn hiếu đắc thành Phật tiên. Khắp trong tất cả chúng sanh, bậc nào toàn hiếu. Thank you.
Thank you.
mẹ như nước biển khơi dạt dào.
con ốm đau, mẹ thương con thức trắng đêm thâu. Nay con về đây bao năm ngược xuôi, con ba thăm lại mẹ cha, đêm ngày mong chờ tin con mừng con lạy mẹ cha, ơn cha nghĩa mẹ con đền được là bao. Bây giờ con đã về đây, nhưng mẹ cha nơi chinh suối chân mây. Tức linh cũ của cụ ông Quỳnh Văn Hai về nơi an nghỉ sau cùng. Trong khi làm lễ như đưa tiễn linh cũ, hỏi chúng tôi có điều chi sai sót và thiếu sót. Rất mong toàn thể quý vị và gia đình tang quý niệm tình thứ lỗi bỏ qua. Trước khi dứt lời, tôi được phép thay lời cho toàn thể hội đạo tiền xin gửi đến tang quý lời chia buồn sâu sắc nhất lên đó. Chọn là thầy, chị chú chữ tà sát quỷ đó.
ra ngươi mới biết danh của bổ à. A Di Đà Phật, vậy hãy nghe cho rõ à. Dừng ta đây nơi Long Sơn thật tích, thank you.
Công cha như núi Thái
tuôn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lửa bon chen, nhưng tình đời điêu ngoa, nhưng sự đời xa hoa. Lợi ích gì đâu ngoài với tầm tay cuộc sống đổi thay. Ôi người ơi, trần gian giàu sang đầy bạc tiền có nghĩa gì đâu khi xuôi tay cũng về với đất lạnh. Gần dòng vòng tay đón bao lời chiều mến, người hãy đừng quên cho lòng mình đừng thấy hận căm, bỏ những hờn ghen. Ôi tôi mong đời là những thương yêu, người biết chăng xuôi tay là hết cả, xuôi tay là mất cả. Hãy quay về miền đất lạnh của ta, người biết chăng xuôi tay là hết cả, xuôi tay là mất cả. Hãy quay về miền đất lạnh của ta, người biết chăng xuôi tay là hết cả, xuôi tay là mất cả. Hãy quay về miền đất lạnh. Hãy subscribe.